Xin chào quý nhà đầu tư, tôi là Nguyễn Văn Thế, chuyên gia tư vấn và đào tạo chứng khoán, founder của hệ thống đầu tư Ataget. Tham gia nhiều năm trên thị trường chứng khoán, tôi hiểu rằng đầu tư chứng khoán là một kênh kiếm tiền vô cùng hấp dẫn, tiềm năng và có giá trị lớn, tuy nhiên cũng vô cùng khắc nghiệt. Và đây là kênh đầu tư không dành cho những nhà đầu tư yếu tâm lý và không có kiến thức. Như chúng ta đã thấy, đầu năm 2018 là thời kỳ bùng nổ của thị trường chứng khoán. Nhưng từ tháng 4 và tháng 5 năm 2018, thị trường đã quay đầu ngược lại, tâm lý hoang mang và viễn cảnh năm 2007 xuất hiện. Rất nhiều trường hợp nhà đầu tư có khoản lãi từ 30 đến 40% trở lên, nhưng sau đó không chốt lời kịp và thậm chí còn lỗ thêm vào vốn. Vậy nguyên nhân do đâu? Chọn được một cổ phiếu tăng trưởng đã không dễ, nhưng để cắt lỗ và chốt lời được một cổ phiếu lại càng khó hơn. Như tôi đã chia sẻ trong các video trước đây, để trở thành nhà đầu tư thành công cần có 1. Tư duy đầu tư khác biệt. 2. Xây dựng phương pháp đầu tư chuẩn. 3. Rèn luyện kỹ năng giao dịch sát thủ. 4. Xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết và rõ ràng. Tuy nhiên, còn một yếu tố nữa mà rất nhiều nhà đầu tư đều bỏ qua, đó là quản trị rủi ro. Và tôi đánh giá quản trị rủi ro là yếu tố sống còn để có thể mang lại hiệu quả, lợi nhuận và hạn chế thấp nhất thua lỗ trong quá trình đầu tư. Đầu tư chứng khoán cũng như trong kinh doanh, mục đích cuối cùng là hiệu quả. Nếu trong kinh doanh, quản trị rủi ro là bảo vệ thành quả và hạn chế thấp nhất những biến động gây ra tổn hại của doanh nghiệp, thì trong đầu tư chứng khoán, quản trị rủi ro là giữ tiền và bảo vệ tiền cũng như là bảo vệ thành quả trong quá trình đầu tư và hạn chế thấp nhất những thua lỗ bị gây ra bởi thị trường cũng như là ứng biến kịp thời trong giai đoạn thị trường chung biến đổi. Thế nên, quản trị rủi ro là một chương đặc biệt trong khóa học hành trình trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp của hệ thống đầu tư Ataget. Với 6 buổi học online trực tiếp trao đổi cùng giảng viên, bên cạnh 4 mô đun chính là xây dựng tư duy đầu tư khác biệt, xây dựng phương pháp đầu tư chuẩn, xây dựng kỹ năng giao dịch sát thủ không cảm xúc, xây dựng kế hoạch đầu tư chi tiết và rõ ràng, thì trong khóa học này tôi cập nhật nhiều nội dung mới nhất và đặc biệt là 2 mô đun quản trị rủi ro yếu tố sống còn trong đầu tư chứng khoán và nghệ thuật ứng xử trong giai đoạn thị trường chung tăng trưởng, giúp quý nhà đầu tư tìm ra những siêu cổ phiếu, lựa chọn những điểm mua tối ưu và xác định những điểm bán hợp lý, đặc biệt là quản trị rủi ro trong giai đoạn thị trường chung tăng trưởng. Bên cạnh đó là bộ 50 video về kiến thức nền tảng và xây dựng kế hoạch đầu tư trong năm 2018 trị giá 2 triệu đồng và phần mềm Ataget độc quyền của hệ thống giúp tìm ra cổ phiếu tốt nhất trong phiên trị giá 1 triệu đồng. Đặc biệt hơn là sự hỗ trợ lâu dài trong nhóm kín Zalo và nhiều phần quà hấp dẫn khác. Để đảm bảo chất lượng, khóa học giới hạn chỉ 10 nhà đầu tư tham dự. Vì vậy, hãy nhanh tay đăng ký để đặt cho mình một chỗ trong khóa học tuyệt vời này. Thời gian khai giảng sắp đến và chỉ tối đa 10 người tham gia và đặc biệt là ưu tiên cho khách hàng của hệ thống đầu tư Ataget. Hãy liên lạc với tôi qua số điện thoại 0936 39 8685 để biết thêm chi tiết. Một miếng bánh không dành cho tất cả. Trong giai đoạn thị trường biến động rất nhanh, tự nắm trong tay kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và đặc biệt là một sự hỗ trợ hợp lý là một điều cần thiết. Khóa học chỉ dành cho 10 nhà đầu tư đăng ký nhanh nhất. Xin chào và hẹn gặp lại quý nhà đầu tư trong khóa học tuyệt vời này. Tôi, Nguyễn Văn Thế, chuyên gia tư vấn và đào tạo chứng khoán, founder của hệ thống đầu tư Ataget.